Ai là người đổi tóc giả? Ai là người chơi TikTok? Ai là cascader chuyên nghiệp? Ai là người bí ẩn? Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Người Bí Ẩn. Thưa quý vị, đây là một chương trình trò chơi truyền hình rất là vui nhộn, nơi mà chúng ta có thể gặp gỡ rất là nhiều những nghệ sĩ nổi tiếng. Và họ sẽ chia ra thành hai đội, một đội nhà và một đội khách, để cùng tham gia 5 vòng thi tìm ra trong nhiều nhóm người bí ẩn. Một người bí ẩn thật sự, đó có thể là một người thật trong những nhóm giả, hoặc là người giả trong nhóm thật. Tất cả sẽ là những điều bí ẩn mà chúng ta cần phải khám phá. Chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, với sự đồng hành của dầu gội bồ kết Fresh, tinh dầu bưởi thiên nhiên. Và ngày hôm nay, như thường lệ, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ hai nhân vật rất là đáng yêu, Hoài Linh và Việt Hương. Đi ăn tiệc, đi ăn tiệc. Đẹp lộng lẫy. Ai nói bà ba không cách điệu được đâu, tôi cách điệu đẹp quá trời. Giờ đâu mất tiêu rồi ông ơi, con tôi đâu rồi? Trời ơi, ai mà bắt cóc con bà là chết chứ bà. Trời tôi khổ quá. Cái bà đẻ vậy? Nhỏ tới lớn mà con Út nó mất tiêu rồi. Trời ơi, mất tiêu sao được mất tiêu? Bây giờ nó đẹp lộng lẫy rồi. Cái gì mà đẹp lộng lẫy? Trời ơi, con tôi đâu rồi? Trời bà leo xuống. Leo xuống đây. Bà lên bà quậy cái chỗ ông Trấn Thành à? Không có. Ông đi kiếm con bà. Không sao, không sao. Lát nữa con bà nó đẹp lộng lẫy. Vậy hả? Lát nữa rồi bà biết. Đây nè, tôi ăn mặc đẹp để tôi chuẩn bị tôi đi đón nó nè. Đẹp lộng lẫy hơn cái nơi mà bồi bàn của ông Trấn Thành. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ nàng Tiên Út, con của hai vợ chồng lùm xùm này. Vâng, thưa quý vị, đó là Miu Lê. Bên nhau hát chung lời ca. Bạn là tôi, anh là tôi. Cảm thấy thế nào khi tham gia chương trình ngày hôm nay? Gặp anh Hoài Linh và chị Việt Hương, hai người sống lâu năm này, đang sợ là không biết có chơi thắng cuộc thi này không. Rể con gì mà nó chặt chém cha mẹ vợ quá. Ở vô là nó mất yên nể gia đình vợ. Gọi là nhập gia tùy tục. Đó, mà... rồi còn con gái ơi. Trời ơi. Hôm nay là được thi đấu mà chung với là cha mẹ của mình trong một bộ phim. Như vậy thì con gái có cảm thấy ngại không? Dạ không. Chị ngại mỗi anh Trấn Thành thôi. Bây giờ nếu mà em nói như vậy thì em là phụ nữ đúng không? Em đã nói như vậy rồi thì anh sẽ cố gắng, hôm nay anh sẽ chặt hết mức ha. Cảm ơn em. Con yên tâm đi, có ba má ngồi đây đâu có ai dám chặt con. Dạ. Chỉ có người bà giao sẵn rồi. Không ai dám chặt con đâu, chỉ có người chặt ba má thôi, yên tâm. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có được phần tham gia thi đấu của Isaac và Miu Lê là đội khách, và vẫn tiếp tục đội nhà là nghệ sĩ Hoài Linh và Việt Hương. Nhiệm vụ của hai đội là phải tìm ra trong 5 nhóm người bí ẩn một người bí ẩn. Và cái nhiệm vụ đặc biệt nữa của cái đội khách là phải làm sao ít nhất là phải bằng hoặc là thắng được đội nhà thì các bạn mới có giải thưởng mang về. Sẽ cộng là số điểm của các bạn và số điểm của đội nhà nhân cho 5 triệu sẽ ra giải thưởng khi các bạn ra về. Còn nếu như các bạn thua thì các bạn sẽ ra về mà không có một đồng nào cả. Nhưng nếu như các bạn chọn đúng được cả 5 người bí ẩn trong 5 vòng thi, các bạn sẽ nhận được giải thưởng cao nhất lên đến 50 triệu đồng.
Thế còn hai vợ chồng hôm nay gặp lại con gái út của mình mà phải thi đấu, mà cái nhiệm vụ của mình là phải thắng nữa, thì bây giờ khó xử quá làm sao đây? Bữa nay rất là vui. Vui là gặp được Isaac này với lại con gái của mình. Mà hy vọng là cái sự thông minh của hai đứa, cái sự tinh tế của hai đứa sẽ nhận ra được những người bí ẩn ở trong đây, để chúng ta cùng nhau rình giải thưởng về nhà. Với lại là Miu Lê á, rất là trầm tính nhưng mà để ý rất là chi tiết. Đi chung với nhau á, mới biết bé Lê sống rất là nội tâm, rất là chi tiết tỉ mỉ, cho nên là mình cũng hơi gờm cô bé này. Và một điều nữa là chưa bao giờ gặp Isaac nhưng mà nhìn anh ta là thấy sáng tài, thấy ngon lành rồi, sáng chân rồi, thấy thông minh rồi, cho nên là cũng hơi lo sợ. Ôi, thông minh là vô địch đó, cho nên là hai người này anh không sợ chút nào hết trơn á, thông minh. Còn chân chơi gì nữa, chúng ta hãy bắt đầu phần nghỉ giải lao đi nào. Các bạn đang trở lại với chương trình Người Bí Ẩn, và ở vòng thi đầu tiên tôi đang có một vật dụng nhìn có vẻ rất quen thuộc. Chúng ta cứ tưởng là cây bút lông viết thư pháp, dạ thưa không. Chúng ta cứ tưởng nó là một cái cây để gãi lưng, dạ thưa không. Đó là một cây sáo để thổi. Con mình ảnh tưởng và chúng ta sẽ gặp gỡ nhóm người bí ẩn đầu tiên để xem ai là nghệ sĩ thổi sáo thực thụ. Mời. Vật đặc biệt, ai sẽ là người thổi sáo thực thụ? Chúng ta làm quen với họ nhé. Chào tiên sinh. Nếu được sinh ra cách đây hơn 100 năm thì chắc có lẽ tôi là một nho sĩ. Bởi nho sĩ có phải là một bác sĩ biết ăn nho không hả? Nho sĩ tức là một người thích cái sự nho nhã, và tôi rất thích làm thơ, nhưng đặc biệt là thổi sáo. Tôi là người thổi sáo. Tôi là một người rất si mê, một người nông nổi là Trương Chi. Tính tương đồng giữa tôi và nhân vật ấy chính là nhan sắc và sự kinh nghiệm về thổi sáo. Hay quá. Có nghĩa là giống Chương Chi ở cả hai điểm, là về cả thổi sáo và lẫn nhan sắc luôn. Đúng. Không, riêng cái phần này là phải hơn chứ. Dạ. Anh có biết nói tiếng Việt không? Tôi tên là Michel Guillaume. Là tôi đã ở Việt Nam 12 năm rồi. Dạ. Tôi là người thổi sáo. Dạ. Tôi là người có làn hơi dài. Người như tôi rất là hiếm. Và tôi thấy mình rất là hợp về sáo. Tôi là nghệ sĩ thổi sáo. À, hơi bạn dài cỡ nào mà bạn nói là hiếm? À, muốn biết thì lát nữa sẽ biết. Bạn thổi dữ lắm hả? Ồ, để lát thử coi làm sao nha. Mùa xuân thì tôi cho chữ, còn các mùa còn lại tôi biểu diễn thổi sáo. Tôi chính là nghệ sĩ thổi sáo. Là chỉ có một cái mùa xuân là anh viết thư pháp thôi, còn mấy mùa còn lại là anh đi thổi sáo hết. Đúng. Hay nhỉ. Rồi, chúng ta đặt câu hỏi nha. Mình muốn hỏi anh lố lố số 1 á. Từ đó tới giờ đó là em thổi là banh bao nhiêu cây sáo rồi? Không biết là em thích thổi sáo từ lúc nào, nhưng mà lúc em bắt đầu thổi sáo là vì một người bạn tặng em cây sáo. Em thổi sáo trúc hay là có loại sáo gì khác không? Dạ, sáo trúc. Ví dụ mà hết trúc mình lấy tre mình làm được không? Từ trước giờ em chỉ thấy sáo bằng trúc thôi, chứ em chưa thấy sáo bằng cái cây tre. Cho em hỏi cái anh mà Trương Chi tiên sinh. Anh đẹp trai. Dạ. Anh Trương Chi ngày xưa là mê một người đẹp, rồi suốt ngày ngồi ở sông, ngồi trên thuyền thổi sáo. Vậy chứ bây giờ anh ngồi ở đâu anh thổi, rồi anh có mê cái người đẹp nào không mà anh tập thổi sáo? Tôi thì không có dòng sông, cho nên tôi ngồi phía sau hè, tôi thổi. Đấy, anh ngồi bờ kè hả? Không phải, phía sau hè.
tức là cái nhà rồi bên à, hè phía sau đó, hè ngồi sau chứ hè. Không có ngồi xong với Chương Chi. Có mê cô vẫn... nào không? Khi mà đến hỏi thì coi cũng có hơi mê rồi đó. Hỏi nhà số 3 đi. Thôi số 3. Em nhớ là em đã từng thấy anh chơi nhạc cụ dân tộc ở trong Đầm Sen đúng không ạ? Còn. 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 Rồi. Còn. Vẫn là còn. Nói chung là em hỏi dài vậy mà ta trả lời là 4 lần còn. Còn. Ngoài thổi sáo anh có chơi loại nhạc cụ nào nữa hay không? À, có nghĩa là ngoài thổi sáo ra có chơi cái nhạc cụ nào nữa không anh trai? Drum. À, drum hả? À, drum. 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 Là cái trống. Anh nhiêu tuổi anh? Quen. Quên luôn. Quá. Quên rồi. Quên rồi. Không quên. Tuổi. À, số 4. Bạn chơi sáo được bao lâu rồi? Mình không nhớ. Không nhớ luôn, thấy chưa? Không ai nhớ hết. Sáo là sao ảnh hưởng tới thần kinh nhiều quá, không ai nhớ vậy chứ. Con muốn hỏi chú số 5. Số 5, chú số 5. À, dạ chú, chơi thổi sáo được bao nhiêu lâu rồi ạ? Tôi thổi sáo được 20 năm rồi. Chú, dạ chú nhớ. Dạ, có mình chú nhớ là nãy giờ. Dạ chú hay chơi ở đâu ạ? Tôi á là hay chơi biểu diễn ở nhà. Cho mọi người. Rồi thôi, thời gian gọi là kết thúc. Còn bây giờ, hai đội sẽ có thêm một quyền trợ giúp nữa. Các bạn đang tình nghi ai? Muốn xem người đó biểu diễn thì hãy đề nghị người đó đứng sau bức phong này thổi sáo cho các bạn xem trực tiếp. Được không? Chị Việt Hương, chị đề nghị ai? Chương Chi đi. Em mời anh Chương Chi. Cảm ơn anh Trương Chi ạ. À. Em mời anh ra đây. Dạ, em cảm ơn anh, em mời anh về chỗ. Thổi anh nhìn cái tướng rất là phong trần, thổi từ cao tới thấp, từ thấp xuống cao. Thổi thêm chút nữa là anh nằm xuống thổi luôn đó. Bên Isaac chọn ai? À, mời chú số 5 ạ. À. Mời chú. Và các bạn thân mến, thật thật hư hư thật thật, không biết chỗ nào thật, không biết chỗ nào hư, nhưng mà không phải thật thì sẽ là hư, mà không hư thì nó sẽ thật. Và bây giờ giây phút các bạn quyết định bắt đầu. Thưa quý vị, đội Hoài Linh chọn số 3, đội Miêu Lê chọn số 5. Vì sao anh Hoài Linh chọn số 3? Từ đầu tiên khi cầm cây sáo này bước ra thì Linh nghĩ cái anh số 3. Bởi vì người Việt Nam mình chơi sáo đa số chơi sáo trúc, ít có chơi cái này. Mà Miêu Lê, tại sao các bạn chọn số 5? Như từ đầu em có nói á, anh số 1 hơi lố. Có vẻ hơi diễn cho nên là Miêu Lê lập đụng cũng đúng rồi, bây giờ nhiều khi làm lố lố vậy biết đâu người đó sao. Đấy à? Nhưng mà không có chọn người đó, có người số 5. Vâng, mỗi người đều có cách lập luận riêng của mình, rõ ràng ai cũng có cái lý đúng của mình. Và bây giờ hãy xem ai là người bí ẩn. Thứ ba.
Chúc mừng đội nghệ sĩ Hoài Linh và Việt Hương 1-0. Bạn là ai? Tôi tên là Di Phương. Tôi là nghệ sĩ nhưng mà rất tiếc là không phải nghệ sĩ Thôi Sáu. Bạn là nghệ sĩ gì? Đó thì chưa có tiết lộ được. Cảm ơn bạn. Tôi tên là Dương Văn Hà. Cái nghề của tôi đó là cái nghề là diễn viên điện ảnh. Dạ, cảm ơn anh. Em tên là Xuân Đào, em hiện giờ là em đang làm nhân viên văn phòng. Tôi tên là Nguyễn Thái Thành. Chú làm trong lĩnh vực nào ạ? Lĩnh vực ca hát, âm nhạc. Ca hát, sáng tác. Rồi, bây giờ mình hỏi ra anh này là ai nha. Who are you exactly? Tôi có nhiều công việc ở Việt Nam. Nhiều công việc ở Việt Nam? Bởi vì tôi là giám đốc công ty Vitala. Oh, anh là giám đốc của công ty. Tôi là bác sĩ thú y. Anh là bác sĩ thú y hả? Wow. Cho heo. Cho heo. Yeah. Wow. Ôi, dễ thương vậy. Nhưng mà em không hiểu là tại sao là từ đang là từ khám heo mà anh lại thích chơi sáo. Bởi vì tôi trở nhát cho vui vẻ. À, có nghĩa là chơi sáo là just for fun, là chỉ là vì vui vẻ thôi. Nhưng tôi trở nhát rất nhiều với ban nhát. Rồi, em hiểu rồi. Lần dù. Không phải, có nhiều lúc bác sĩ thú y chữa cho heo mà nó lỡ mồm lông móng ổng buồn hay sao khỏi chứng an tinh thần. Phải không? Đó, thấy chưa? Có nghĩa là lúc bó tay phải thổi chứ cho nó xả ra bớt. Thank you. Bây giờ là em sẽ mời anh ra biểu diễn cho mọi người xem nha. Và cảm ơn đội bí ẩn. Quý vị và các bạn thân mến, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một nghệ sĩ rất là đặc biệt. Ngày thường thì anh ta là một bác sĩ thú y và đến cuối tuần thì mới là nghệ sĩ thổi sáo. Và anh ta đến từ Pháp, Michel Guillaume. Và thưa quý vị, một lần nữa, một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Michel Guillaume. Thưa quý vị, và sau vòng thi đầu tiên thì hiện nay tỷ số đang là 1-0 nghiêng về đội của Hoài Linh và Việt Hương. Má em sắc em thiệt ở đây nhìn gì? Tên sốc quá mà hỏi ai sắc. Má nó sắc chứ ai. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ hai. Ở vòng thi này sẽ là một phần trình diễn rất là rùng rợn. Hãy cùng theo dõi những người bí ẩn. Câu hỏi của vòng thi này là: hãy tìm ra trong nhóm người bí ẩn này một nhân vật có công phu thực sự, có thể móc cái vật nặng vào người mà biểu diễn. Xỏ vô thịt luôn á mạnh. Xỏ vô thịt ra hả? Một trong năm người này có thể làm được hả? Chính xác. Mời anh giới thiệu ạ. Tôi khỏe mạnh như là thịt xanh, lớn nhanh như là thánh giống. Tôi có khả năng móc vật nặng vào người, và chỉ có tôi thôi. Anh này anh ngoài khỏe mạnh như thịt xanh, lớn nhanh như thánh giống, mà ông cũng nổi nóng như Trung Phi. Chứ gần ông cũng chung giọng banh mặt luôn hả? À. Ồ, cười cái coi nè. À. Năm 10 tuổi, cha em đã đưa em vào gánh xiếc để học xiếc
và ngày hôm nay em trở thành nghệ sĩ móc vật nặng vào người. Tôi mạnh mẽ như Hạc Quyên, tôi giỏi võ như Hoàng Phi Hồng, tôi có thể móc được nhiều vật nặng trên người. Và tôi, chỉ tôi có thể làm được điều đó. Rồi, mời anh. Đấy là người giá trị của tôi. Cái thôi, coi là văn em rồi. Cái thôi đó. Ông sợ, ông đang nói ông văn cái máu vô mặt em. Bị cái gì mà sức máu môi vậy anh? Đâu có đâu anh, em mới ăn thịt xong đó mà. Dracula. Anh dễ thương quá. Dracula anh hút máu sao mà giờ bụng anh bự trang bản. Hút nhiều quá đó anh. Dạ. Hút lỡ cái thằng đó bị mỡ trong máu. Trời ơi, kẻ nào biết chui quan tài vừa không á. Rồi, bạn. Sushi gây gốc lực của người tôi. Tôi là một nghệ sĩ móc dân nặng vào người. Hết hả? Tiếng nữa. Ông làm gì á? Ông lát e mà ông giới thiệu sushi gai gốc là tôi. Không có cái chỗ nào có gai hết trơn, chọn do. Và tiếng nữa tôi sẽ cho mọi người thấy tôi là nghệ sĩ móc dừng nặng vô người. Vậy không đó, ông vòng vòng. Rồi, đặt câu hỏi, mời các bạn. Ông, anh có muốn à, anh mà cà rồng. Cái anh mà hút mỡ trong máu đó. Thơm á, chứ hút nhiều cái hút lộn ông ca tôi bị tiểu đường nữa mà sợ. Uống nước mía á. Anh chị chồng có biết cái gu miêu lê lạ lắm. Mấy anh ú vậy là miêu lê thích lắm. Khoe bụng liền kìa, vừa nói khoe bụng liền lê. Cái gu của miêu lê là thích bự bự. Anh số 4 là nhân viên văn phòng. Chào bé. Sao không biết? Anh mặc áo sơ mi quần tây dài tay. Chuyện của người ta trời. Đây là một trang. Thay đổi kiểu nào mà chẳng được. Đó. Ở trong còn một bộ đồ nữa. Với lại những cái người mà có sức lực mạnh á, người ta có cơ bắp nhiều, còn anh không có. Đó là một sai lầm lớn của em khi đã nói như vậy. Ý là Miu Lê nói là hiện nay bạn chỉ còn bắp thôi chứ không có cơ. Thử đi lên đây. Cổ em Miu Lê là nhầm nhò gì? Nghe chưa, cần cổ ảnh em nhầm nhò gì? Cỡ Hoài Linh mới nhầm nhò. Đi xuống không chặt rủng cổ. Bắp rồi tắt tiếng nè. Không tắt đâu anh à. À bây giờ hỏi anh số 1 kìa. Em nói em lớn nhanh như phù đổng vậy, em bao nhiêu tuổi rồi? 25 tuổi. Em móc nặng nhất là bao nhiêu ký? Dạ, cỡ anh. Em biết anh bao nhiêu ký không mà em nói cỡ anh? Anh chừng 50 là cùng. Dùng quá sức đó với anh Linh rồi đó. Anh Linh là 49, sao tôi nhấc ổng có bằng tay à? Hai anh chị em lên một lượt luôn cũng được. Nói chưa, nói gì? Hai vợ chồng làm gì là kéo ra quăng cái bùm dính vô chính giữa. Hỏi cái anh Johnny Đích kìa. Em là Johnny Dép. Dép, dép. Mấy cái móc mà thường thường em dùng để móc cái vật nặng đó là nó bằng... Dạ bằng inox ạ. Cái móc đó không, nó nặng khoảng bao nhiêu? Nó độ khoảng 20 gram đổ lại hả? 20 gram, vậy cái kích thước nó to hay nhỏ? Dạ, nó... Cái cần câu cá loại lớn nhất là độ khoảng đó này. Cái cần câu cá loại lớn nhất là khoảng đó. Anh là dân thích đi câu cá lắm á, cái cần câu cá là độ khoảng nào? Cái lưỡi câu là cái cần câu. Dạ cái lưỡi, em xin lỗi. Em nói cái cần câu móc ở chỗ nào? Em hỏi chị phải biết mỗi anh số 2 10 tuổi là anh đã làm cái nghề này rồi phải không anh? Thì bây giờ là anh nâng cái độ nặng là cỡ nào anh? Em có thể móc được khoảng 10 ký. Còn hồi đó 10 tuổi anh vô là anh móc được mấy ký? 100 gram hả? 2 ký. 2 ký, 10 tuổi là làm được 2 ký rồi. Em thích anh số 5, anh nãy giờ coi anh số 5 em cứ hỏi đi. Đam mê ông Địa, à, mê ông Địa. Hỏi đi con. Anh mang cái gì ở cổ vậy? Những cái vết thương do móc vật nặng gây ra. Bao nhiêu vết thương anh? Nhiều lắm. Thôi, thưa quý vị, hỏi là đã xong rồi. Bây giờ thời gian còn lại sẽ dành cho tất cả các bạn lựa chọn người bí ẩn. Bắt đầu. Cả hai đội đều chọn số 2. Vì sao ạ? Tại thấy cái cổ số 2 mặc dù có quấn quấn nhưng mà thấy nó cũng lạ lạ. Nó có cái ngấn ngấn ngay đây. Thường thường họ móc là họ móc ngay chỗ cái yết hầu này nè. Ngay chỗ đây.
Với lại khi mà bước ra năm người nha, ai cũng nhúc nhích. Riêng ảnh là đứng cứng ngắc từ đầu luôn. Nhưng mà bé Miu, lỡ như mà hai đội mà có sai thì cũng rất là vui lòng. Tại vì số 5 không cho tới mặt quyết tượng đâu mà thôi. Nhiều khi là con gái ở trọng á. Đồng lòng, lỡ dạ. thua chung. Dạ. À, đó, vậy đi. Rồi, người bí ẩn ở vòng này là ai sẽ xuất hiện sau vài phút giải lao thưa quý vị? Quý vị và các bạn đang trở lại với chương trình Người Bí Ẩn. Và ở vòng thi thứ hai này, trong 5 nhân vật với những bộ trang phục đặc biệt này, ai là người có thể sử dụng công phu của mình móc một vật nặng 10kg vào người bằng cổ và sau đó đu qua đu lại được? Điều đó rất đáng sợ. Nhưng ai sẽ làm được điều đó? Chúng ta cùng theo dõi. Gia đình rộng lòng. Thưa quý vị, như vậy là hai đội đã toàn thắng. Và bạn là ai? Dạ, em đâu biết gì đâu, em mấy nước miếng ngoài kia kìa. Cái đục em khoái đây này, chương trình này, cái em vô đây coi nè, cái người ta kêu em vậy luôn á. Lát coi cho chị uống ly nước miếng nha. Dạ. Nãy giọng mỏi lắm, tự nhiên giờ xả ra cái bước chết. Tôi cũng là một nghệ sĩ đường phố nhưng tôi không thể móc vật nặng vào người. Thì cái môn của anh là môn gì? Phỏng vào. Phỏng vào thiệt á? Ủa phỏng thiệt đúng rồi. Chọn chọc ổng đó, ngồi đằng đó là dính không anh? Trời ơi, 4 cây. Ôi, phỏng cây là 4 đứa chứ phải mình em 4 cây phải không anh? Chết chung chứ tự nhiên mình em thà 4 cây coi kìa. Có chở rồi đi nha. Cái nghề của em diễn viên lồng tiếng anh à? Dạ em chào chị. Tiếng con nít. Dạ em chào chị. Cảm ơn em. Ông Địa, ông là ai vậy? Cho người ta cù cái mặt đi che che cái gì nữa mệt quá. Sinh viên đại học năm thứ ba. À sinh viên đại học. Sinh viên, sinh viên. Em là sinh viên. Lê vợ thỏa mãn nhất rồi đó. Nãy giờ cứ đòi phải nhìn cái mặt khoái anh này mê ảnh quá, mạnh mở ra cái bụng thả ra đi ông ơi, khổ ghê. Có ai đổ cái bụng mà xuống gần cái đây không mà trời. Trời ơi khổ ghê vậy đó. Cảm ơn. Và bây giờ nhân vật bí ẩn, chúng ta hãy hỏi xem anh tên gì ạ? Hoàng Long Tú. Hoàng Long Tú. Và anh biểu diễn bộ môn này bao nhiêu lâu rồi ạ? Cũng 10 năm. Bây giờ xin mời anh Hoàng Long Tú hãy ra biểu diễn cho mọi người xem, xin mời anh. Cảm ơn đội bí ẩn. Và bây giờ chúng ta cùng xem phần trình diễn công phu móc vật nặng vào người với phần biểu diễn của võ sư Hoàng Long Tú.
Vâng, thưa quý vị, nghệ sĩ võ sư Hoàng Long Tú, xin một tràng pháo tay đồng nhiên. Nhìn những cái vết thẹo ở trên người của Tú thì Linh cảm thấy là bạn đã bỏ rất là nhiều công sức và bỏ rất là nhiều những cái tâm huyết của mình cho một cái nghề nó quá nguy hiểm. Tôi cảm thấy bạn là một con người rất là nghị lực ở trong cuộc sống, và tôi hy vọng rằng với cái nghị lực đó bạn sẽ thành công, không những là nghề nghiệp của bạn mà sẽ thành công hơn nữa trong cái cuộc sống của bạn và kể cả gia đình bạn. Và thay mặt cho anh em nghệ sĩ ngồi ở đây cũng như tất cả khán giả, cảm ơn bạn đã cống hiến một cái màn rất tuyệt vời, và tôi hy vọng rằng tổ nghiệp sẽ thương bạn và phù hộ cho bạn trên cái bước đường làm nghệ thuật của mình. Thưa quý vị, và vòng thi thứ hai đã khép lại, và hiện nay tỷ số của hai đội là 2-1 nghiêng về đội của Hoài Linh và Việt Hương. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với vòng 3. Một nhóm người bí ẩn mới sẽ xuất hiện ngay bây giờ. Thưa quý vị, nếu như trong vũ kịch chúng ta đã có tác phẩm kinh điển Cái Chết của con Thiên Nga, thì ở đây vòng thi thứ 3 chúng ta sẽ được gặp tác phẩm Cái Rét của 5 con vịt. Và trường quay hiện nay đang rất rét, các bạn mặc đồ cũng rất sát, tội nghiệp lạnh lắm, nhưng mà vẫn phải đứng ra đây để cho mọi người lựa chọn. Ta hãy làm quen với họ. Mời em. Từ bé đến giờ, môn ballet là môn nghệ thuật mà tôi yêu thích nhất. Và lớn lên tôi luôn mơ ước trở thành một diễn viên múa thật, để được đứng trên sân khấu và biểu diễn cho mọi người nhìn. Tôi chính là diễn viên múa ballet. Thế còn em thì sao nào? Từ bé thì tôi đã bắt đầu tập múa, và lúc đó thì tôi luôn muốn là múa sẽ thật khéo léo giống người lớn vậy á. Tôi rất là thích múa và diễn ballet, vì thế tôi là một diễn viên ballet. Ngay từ giây phút đầu tiên khi được mang đôi giày múa và đứng trên sân khấu biểu diễn, tôi đã xác định được rằng đây chính là đam mê và cuộc sống của mình. Tôi yêu múa. Mỗi ngày tôi đều sạc dọc, ăn cơm hoặc là cầm điện thoại lướt web Facebook. Đó là cách tôi tập luyện mỗi ngày. Hơi quá nhưng đó là sự thật. Tôi là vũ công, diễn viên ballet chuyên nghiệp. Dạ, sao em? Có nghĩa là em lướt Facebook đứng vậy lướt hả? Không, sạc dọc anh. Sạc dọc à, sạc dọc đó. Đứng về lướt rắc quần, rắc quần, rắc quần. Khó quá, xin lỗi. Dạ, sợ lát nữa hôm qua kéo em vậy. Đó các bạn, tự thích cũng là nghe. Mời em. Mọi người gọi tôi là người không xương, và tôi là diễn viên múa ba lê chuyên nghiệp. Em là ai? Em là diễn viên múa ba lê. Em rất yêu múa và em đã rèn luyện bộ môn này hơn 10 năm qua. Bây giờ thành xin mời hai đội đặt câu hỏi ạ. Thật ra thì chắc là ông xã mình rành về mình nhất, phải không anh? Đúng rồi, ngày xưa là vợ tôi học múa ba lê. Năm năm mấy, 6 năm? Năm năm mấy, 6 năm. 7 năm là sẽ tốt nghiệp. 7 năm là tốt nghiệp mà học được 5 năm mấy, 6 năm. Rồi có về nói với mẹ là mẹ ơi con thấp quá cho nên con không được múa chánh. Và Việt Hương xin nghỉ. Cho nên lúc mà nãy mà đẩy cái mâm này ra đó, Hương biết ngay cái người đó là diễn viên múa, vì cô ta không hề có một cái đảo hay cái là... gì cô cái gì chưa nói ai mà tôi nói là cô ta. Thì bỏ cái ông này ra rồi còn gì nữa, bên kia người ta biết cái mánh nhìn rồi. Nhìn ảnh là biết chắc anh không phải diễn viên múa cặp giò như hai cái tâm mà múa cái gì. Diễn viên múa cái giò ta rất là lớn, thì người ta trụ cái chân rất là khỏe. Ba lê đây mới có 2.5 lê hay sao? Đúng rồi, 2.5 lê chưa có tới 3 lê. Hỏi bạn số năm trước. Số năm bạn cho mình hỏi, bạn chơi ba lê, múa ba lê được bao lâu rồi? Mình múa ballet được hơn 10 năm. Hơn 10 năm. Thì bạn có khi nào đang nhảy bị té chưa? Đang múa bị té chưa? Dạ có. Rồi lúc đó là mình phải xử lý thế nào? Những lần em bị té thì em vẫn đứng lên và tiếp tục múa được ạ. Em muốn hỏi anh số 3, nãy giờ anh có mỏi không? Quen rồi. Anh đứng cả ngày vậy được không anh? Không có khùng. Em trả lời được câu đó là biết em còn tỉnh rồi đó. Chị hỏi em số 2, em có hay đi làm móng tay móng chân không? À,
có chứ, lâu lâu cũng ăn cá. Có bao giờ mà nhảy lên mũi vậy gãi luôn cái móng chưa? Em chưa để móng già cho nên nó chưa gãi ạ. Ờ vậy hả? Em đứng mũi đó em đứng được bao nhiêu lâu? Tùy lúc khi mà sức khỏe của mình như thế nào nữa hả? Tùy lúc vui buồn hả? Đúng rồi. Bữa đó mà người yêu mà anh dẫn hỏi em cái bạn số 4 nè. Em học ballet ở đâu? Dạ em học ở trường múa thành phố Hồ Chí Minh. Em học trường múa thì có những cái biên đạo múa rất là hay. Em kể tên cho anh khoảng 2 người được không? Dạ Phương Lịch. Ờ rồi còn ai nữa không? Dạ. Chắc học con người đó là biết người đó thân phải không? Đặng Đồng Phương Linh. Hỏi bé số 1 có khi nào em lén gia đình đi chơi rồi về đi khe khẽ vào nhà mà sợ gây ra tiếng động không? Dạ, em chưa bao giờ lén mẹ em đi chơi hết. Thế rồi có khi nào len lén làm một cái việc gì đấy không? Có. Thế lúc mà rón rén như thế có dùng bước chân ba lê để đi không? Em đi dân gian không mà em không đi ba lê. Không đi gian ra không còn dân nữa, lúc đấy chỉ còn gian. Gian rồi, lén lén là gian thôi, không còn dân nữa. Rồi, cho các anh chị thêm manh mối nữa là các bạn hãy tạo một dáng đứng ba lê đẹp nhất mà các bạn hằng mong ước. Tôi thấy em tạo dáng xong xuôi tôi thấy em giống dáng đứng Bến Tre hơn là nhìn giống tôi, giống cây dừa. Một cái tư thế làm như tròn lên muốn hái cái gì đó chưa? Rồi lựa chọn bắt đầu. Một lần nữa hai đội lại chọn giống nhau. Tại sao chọn cô số 1 ạ? Mở vai số 1 rất đẹp. Cái vai xuôi rất đẹp, mở ra rất đẹp. Yêu quý số 1 nhưng mà ái mộ số 3. Lâu lâu mới có anh này dũng à. Và nhân vật đó là ai? Em tên là Tường Vy, năm nay em 22 tuổi và hiện em là sinh viên ạ. Em tên là Nguyễn Thành Phát, năm nay em 20 tuổi, em là sinh viên, em không biết múa. Cái chân em đứng tẹt ra chút nữa thì mới tin được. Cái bắp chuối nó mới có bằng cái trái chuối mà sao. Còn em là ai? Xin chào mọi người, em tên Trương Hà Thanh Thúy, năm nay em 20 tuổi, em đang là sinh viên năm 2 trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Còn em? Xin chào, em tên Đoàn Nguyễn Xuân Mai, hiện em đang làm người dẫn chương trình. À, có biết múa không? Đương nhiên ballet là cơ bản nhưng mà chính là vẫn là múa dân gian. Múa dân gian, phải không? Ừ. Nhưng mà chỉ có riêng bạn này là ballet chính hiệu thôi. Em là ai? Em là Nguyễn Thu Trang, năm nay em 19 tuổi, em đang làm tại nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em xinh quá. Rồi, mời em ra biểu diễn. Cảm ơn nhóm người đi ạ. Và bây giờ, phần biểu diễn ballet của Thu Trang và bạn hỗ trợ Phi Điệp. Thank you.
Thưa quý vị, hai vũ công Thu Trang và Phi Điệp. Quý vị và các bạn đang ở vòng thi thứ tư của chương trình Người Bí Ẩn. Ở vòng thi này sẽ có một nghệ nhân biểu diễn cho chúng ta xem đàn tranh. Ai trong nhóm Người Bí Ẩn sau đây? Đàn tranh mà sao nhiều quá. Bây giờ hỏi từng người đi. Mình được học âm nhạc từ lúc còn rất là nhỏ. Hiện nay thì mình với các bạn của mình thành lập một cái ban nhạc. Trong ban nhạc đó mình là nghệ sĩ đàn tranh. Gia đình tôi có niềm đam mê với đàn ca tài tử. Bố tôi là nghệ sĩ đàn kiềm, anh tôi là nghệ sĩ đàn cò, còn mẹ tôi là người hát chính. Thế nên tôi chọn cho mình chơi luôn môn đàn tranh cho đủ bộ. Đối với những người trong gia đình thì đó chỉ là một thú chơi cho vui bên cạnh ngoài những công việc chính của họ. Nhưng đối với tôi, chơi đàn tranh là cả một nghệ thuật, một quá trình, một nghề nghiệp và là cuộc sống của tôi. Tôi là nghệ sĩ đàn tranh. Tôi rất yêu văn hóa Việt Nam, đặc biệt là văn hóa dân gian. Vì thế tôi đã quyết định đi học đàn tranh và tôi chính là một nghệ sĩ đàn tranh. Từ nhỏ thì tôi rất mê đàn guitar, nhưng mà khi lớn lên thì tôi lại thích đàn tranh và tôi là nghệ sĩ đàn tranh. Cha tôi là một nghệ sĩ đàn tranh và tôi cũng được ông dạy học đàn tranh từ nhỏ. Và thời gian sau đó thì tôi cùng cha tôi có dịp dự một buổi hòa nhạc về đàn ca tài tử. Thì người nghệ sĩ mà phụ trách đàn tranh á, tự nhiên ngất xỉu do bị đột quỵ. Và ban tổ chức đã đề nghị cho tôi vào thay thế để cái buổi biểu diễn không bị gián đoạn. Và tôi thì rất là sung sướng, rất là hạnh phúc và xúc động khi biết rằng mình đã chính thức là nghệ sĩ sử dụng đàn tranh. Xin mời hai đội đặt câu hỏi ạ. Chị hỏi số 4 á, bây giờ gãy mà không có phím mà gãy móng chưa? Dạ không, gãy đó là mình phải đeo móng gãy mới gãy được. Mấy móng? Dạ ba móng ạ, ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa. Rồi lúc mà em xúc cái móng, em rớt cái móng trong lúc biểu diễn rồi em làm gì? Dạ, lượm móng gắn vô gãy tiếp. Cô số 5 á, cô cho hỏi là nãy cô có kể một câu chuyện là đi xem một buổi ca nhạc, sau đó là tình cờ thì cái diễn viên chơi đàn tranh người ta không đến được, có một sự cố thì cô mới thay thế đúng không ạ? Vì sau đó là cô biểu diễn bài hát gì trong chương trình đó? Bài Tứ Đại Quán. Hỏi người số 3 nè, em có thể cho anh nghe một cái giai điệu về cái Lưu Thủy không? Tăng 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 tăng. Cái bài đó là bài Lưu Thủy nào? Đoạn khúc cái bài đó em. Là cái bài Lưu Lạc đó. Thôi cảm ơn em. Cố tình đó. Em muốn hỏi chị số 2 á, là nếu như mà đàn mà không có đeo cái đó vô á, đàn ngón tay không, thì cái âm thanh nó phát ra nó có nghe lọt tai không? Cái móng giả mà mình đeo vô á, cái mục đích của nó là để tạo nên cái âm thanh trong trẻo, còn móng tay của mình không có đủ dài để có thể tạo nên cái âm thanh đó. Thường thường trong cái bộ móng đó họ sử dụng chất liệu gì? Đó là chất liệu đồi mồi ạ. Còn cái gì nữa không? Em chỉ dùng đồi mồi thôi anh ơi. Giờ hỏi chị số 1 đi. Bỏ qua cái đàn tranh này, có một cái đàn rất là lớn, trên đó một dàn dây nhưng không đánh bằng móng mà gõ bằng cây, thì chị gọi bằng đàn gì? Cái đàn đó là đàn tam thập lục. Cảm ơn chị. Cho con hỏi cô số 5. Có một cái bài mà khi chúng ta sử dụng để dỗ tổ sân khấu hay sử dụng nhất là bài gì? Lớn tuổi rồi không nhớ nổi. Đáng lý ra cô phải là người nhớ nhiều nhất để cô truyền dạy lại cho tụi con. Cha thì dạy lại, chứ mình không phải là qua trường lớp chính quy. Cha dạy cái gì thì biết cái đó. Cái cha truyền con nối mới dữ dằn hơn trường lớp nha cô. Thôi được rồi, không khí đã bắt đầu căng thẳng. Giờ sẽ mời hai đội chuẩn bị đưa ra quyết định của mình đi hả? Ai cũng chọn số 1. Vì sao? Đó là cái ngón tay.
cái ngón tay của những người đờn tranh bình thường rất đẹp. Cái ngón tay của chị nhìn xa xa nói chứ cũng búp măng ngòi bút nha. Ủa mà sao bên kia chọn vậy? À, rất nghi vấn cô số 5 và cô số 1 nhiều. Tuy nhiên á, là khi hồi nãy hỏi một vài điều của cô số 5 thì không biết là cô trả lời đúng hay sai, nhưng mà Isaac thấy cái trên gương mặt cô có một cái gì đó nó rất là bối rối và căng thẳng. Chị hỏi, tại vì nếu như lần đầu tiên mà em được đứng trên sân khấu biểu diễn á, là em nhớ chắc chắn cái bài là bài hát gì, và em sẽ nói với cái điều đó một cái sự sung sướng rõ, chứ không phải là một sung sướng nó hơi gượng gạo vậy. Bây giờ chúng ta hãy tìm ra người bí ẩn sau vài phút giải lao. Quý vị và các bạn đã trở lại với chương trình Người Bí Ẩn ở vòng thi thứ tư. Ở vòng này thì chúng ta đang phải tìm ra một nghệ sĩ đàn tranh thực thụ, và cả hai đội đều chọn ô số 1. Và không biết cô số 1 có phải là nghệ sĩ đàn tranh hay không. Ta cùng xem. Chúc mừng hai đội. À, tên của em là Lê Nguyễn Nhật Vi, năm nay em 20 tuổi, hiện đang học trường Đại học Hoa Sen. Tên của em là Trần Quang Hải, năm nay em 24 tuổi. 24 tuổi thôi. Dạ. Râu cũng để lâu lắm ha. Mà cỡ này chắc để 24 tuổi là phải để rồi. Tên của em là Trần Thị Ngọc Yến, năm nay 22 tuổi, hiện là sinh viên của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tên Nguyễn Thị Thu Liễu, năm nay tôi 55 tuổi, là giáo viên về hưu. À, đàn tranh là một bộ môn tôi yêu thích, nhưng tôi cũng phải là nghệ sĩ đàn tranh. Mà cô có biết đàn không cô? Biết chút chút đó. Biết chút chút phải không? Dạ. Coi như là cũng khều cho nó kêu được. Dạ. Thế, dạ thưa chị là ai ạ? Mình tên là Vũ Thị Kim Yến, hiện nay mình đang là biên tập viên âm nhạc của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và xin mời chị Kim Yến ra sân khấu để chúng ta có thể biểu diễn một cái bài thiệt là hay cho mọi người cùng nghe chị nha. Cảm ơn nhóm Người Bí Ẩn. Và bây giờ nghệ thuật biểu diễn đàn tranh, một tràng pháo tay nồng nhiệt để chào đón nghệ sĩ Kim Yến. Các bạn thân mến, chúng ta vừa trải lòng với những nốt nhạc rất là sâu lắng qua một tác phẩm rất quen thuộc của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Gia Cổ Hoài Lan, qua phần trình diễn độc tấu đàn tranh của nghệ sĩ Kim Yến. Như vậy là trải qua vòng thi thứ tư, số điểm của hai đội hiện nay đang là 4-3 nghiêng về đội Hoài Linh và Việt Hương. Vòng thi cuối cùng có liên quan đến những chú lân ở đây. Mời quý vị cùng gặp gỡ những người bí ẩn sau đây. Có ông số 3 nữa. Trời ơi, ta đã cúp biển, cúp đồ ra hết. Ủa, sao?
Vi và các bạn mới hãy nhìn những nam thanh tú này. Ai có thể mua lần chuyên nghiệp, ta gặp gỡ họ một tí nha. Thưa mọi người, vào ngày dịp lễ Tết hoặc là các dịp khai trương thì tôi và em trai tôi thường tham gia các hoạt động múa lân. Và tôi chính là một nghệ sĩ múa lân. Sao? Trước đây tôi bỏ rất nhiều, nhưng mà không có đất dùng bỏ, nên tôi quyết tâm đi học múa lân để mình được bay nhảy nhiều hơn. Tôi là nghệ sĩ múa lân đích thực. Ông nói ông múa ba lê rồi giờ ông nói ông múa ba lần luôn nha ông. Tôi không phải là diễn viên múa, đây mới là đam mê thật sự của tôi. Tôi là diễn viên múa lân. Em đặt hết niềm tin vô em rồi. Bây giờ nè, có cái gì em thích anh? Bây giờ có cái gì thử show ra trên Hoài Linh Chi Việt Hương với đây. Isaac Miu Lê tin bạn liền đi chứ, nãy giờ mà người ta tình nghi bạn quá, bằng làm cái gì đó cho tôi chúng ta tin liền đi. Đâu có được. Không, nhưng mà bây giờ mình chỉ nói bằng lời thôi, mà không cần mình biểu diễn mà chỉ nói bằng lời là. Ủa anh lanh quá, còn ba người người ta chưa phát biểu mà. Hoài. Em cái gì không biết chứ anh thấy à, em là làm nghề bẫy đáp được đó. Thích cá tính của anh cấp biển bên kia, em cũng thích bay nhảy vậy đó nên em học múa lân. Thì em chính là nghệ sĩ múa lân. Em trai ơi, có gì mình lên tàu múa. Cái đó mới đó. Nếu mà không được là hai đứa nhảy xuống tàu giùm chị nha. Tàu. Dạ. Nhà bán mía múa lân nè. Nó nghe nè, bây giờ á, kinh tế khó khăn quá, tiền điện, tiền nước, tiền gạo, tiền thoại, tiền xăng nữa. Mà em á là thất nghiệp, không có mang việc làm ổn định gì á. Bởi vậy em học cái nghề, theo cái nghề múa lân này. Bây em mới có cơm ăn, không là đói bụng rồi. Ờ hay quá, em thường múa đâu? Dạ em múa ở mấy vũ trường. Hay quá. Nhỏ tôi rất thích đi múa lân, tại vì tôi thấy xe lân chạy ngang là tôi phải. Tôi thích, tôi niềm đam mê với tôi. Bây giờ tôi muốn làm nghệ sĩ múa lân. Rồi, mọi người đã nói xong hết rồi. Bây giờ mời ban tư vấn tra khảo. Hỏi số 3 nè. Hay vậy, biết ngay mà. Em múa lân, em múa cái đầu hay là em đứng cái đuôi lân? Mình cái đuôi là thấy cái đầu rồi. Nếu ở trên một cái giàn để múa mà lân bước trên đó, người ta gọi cái tên đó là múa gì? Mai Hoa Thung. Rồi, cảm ơn em. Hỏi em số 6. Đó, số 6. Lỗ tai anh sâu, lỗ tai nè, anh sâu lâu chưa? Khoảng một tháng. Đau không? Đau. Múa lân dân cho nhà võ mà xỏ lỗ tai đau. Hỏi múa lân đi, hỏi tai xỏ lỗ tai rồi sao nữa. Khi mà biểu diễn á, những cái nhịp trống á, nó có một cái nguyên tắc thế nào không? Đó là cái cơ bản. Là sao? Cơ bản là sao em? Đang nói chuyện với ảnh mà. Không biết rồi. Mỗi lần mà Trấn Thành nó bị chặt là cả cái hội trường này xôn xao. Số 5. Nó bây giờ em thảy bạn Nguyễn lên mà lỡ nước thì cái tình huống xuống cấp cứu nhất trong lúc đó thì em làm gì? Dạ, trong tình huống đó thì đầu tiên là mình phải gửi bỏ đồ lần ra và bắt đầu mình né tránh trộm mấy bạn. À, để có không khí oxy để bạn thở, rồi lúc sau đó là mới đưa đi cấp cứu. Nhưng mà em có biết đó, là khi mà thải lên vậy đó mà ngã xuống đó, mà bạn không xỉu mà bạn chỉ là bị tai nạn thôi, nhẹ nhẹ thôi, thì lúc đó mình có tiếp tục mình múa không? À, cái đó nếu như vết thương quá nặng thì mình tạm nghỉ, còn nếu như mà không quá nặng thì mình tiếp tục. Anh Hành à. Anh bắt trước em là anh phải trả bản quyền cho em á. Cái ảnh hưởng của em còn hơn động đất nữa đó. Anh nói cho em nghe nha, anh không có bắt trước em mà anh bị dao động. Nó lan qua tới đây rồi nè. Chà, vụ này vui à nghe. Nguyên cái phim trường đung đưa. Tại sao anh số 4? Anh đi diễn nhiều không ạ? Thì là đi diễn nhiều, đi diễn mấy cái Tết rồi đó. Thì gia chủ người ta thích những cái có những cái phần đặc biệt thế nào không? Thường đi diễn ở đình nhiều hơn là ở nhà người ta. Rồi có nghĩa là chưa tới giờ là bạn không có diễn khai trương nhà ai hết hả? Chưa được anh. Tại sao? Tại sao là không được? Cái anh múa đầu thì hơi bị thấp chút xíu. Còn em đằng sau thì hơi cao tí xíu á. Lâu cái đằng sau nó cao hơn trước á, thấy con lân nó kỳ kỳ á. Quá.
anh không phải múa lân đâu, không có lân nào nhỏ vậy đâu. Cái đầu có múa đầu lân mà lân mini được đó, dễ thương lắm. Đầu lân nha, con mắt nhắm mấy lần nó phải chớp liên tục. Có giờ chớp nhắm luôn không mở lên không? Nó có hư đứt dây chồng không giật. Số 2, cho anh xác hỏi là anh múa lân được bao lâu rồi? Tôi múa lân được 6 năm rồi. Bạn, anh múa phần đầu hay phần đuôi? À, tôi múa phần đuôi. Phần đuôi sao nãy giờ cũng múa phần đuôi hết, đâu có múa phần đầu phải không? Đây nè, bên này người ta nấu múa đầu đây nè. À, anh múa đầu hả? Có một mình ổng đủ cái cân nặng để múa đầu thôi. Chưa có cái vòng nào mà tra khảo người chơi của tôi như cái vòng này hết trơn á. Và bây giờ, để cho các anh chị có thêm được cơ sở để lựa chọn, chúng tôi mời 6 nhân vật này hãy cầm cái đầu lân mini múa thử để coi ai múa đẹp nhất. 1, 2, 3. Chúng ta vừa đến với một bài tập trị liệu cho trẻ em khi biến năng. Bây giờ giây phút chọn lựa bắt đầu. Trời ơi, đam mê quá. Việt Hương chọn Dương My á. Rồi chồng em không có cơ hội đâu, em không quan tâm. Trong lúc mía là em biết lúc mà anh múa là em thấy cây nước mía lòi ra là em vui rồi. Còn ai khác mà chọn số 6? Vì sao em suy nghĩ khi mà công bố người mà múa lân á thì người đó sẽ ở lại múa lân, ảnh mặc bộ đó tiền thể ảnh múa luôn, còn mấy người kia em múa thì muốn múa lân thì phải vô thay đồ, rất là mất thời gian. Hay quá vậy con, ba cũng chọn đó rồi đó. Ba này nè. Lý do thứ hai là cái em nói cái ngoại hình đó cũng là do một cái góc nhìn riêng của em. Và cái thứ ba là lúc mà nãy mọi người tập dưỡng sinh á thì ảnh nhảy rất là riêng so với những người còn lại, thì em nghĩ là ảnh rất là riêng. Chỗ nào trời ơi, ông ơi, ông ơi, nãy người ta múa mà Miu Lê nói tập dưỡng sinh. Người bí ẩn là vậy? Tôi là giáo viên tiếng Anh và tôi chỉ có một nghề này thôi. Chào anh Quỳnh Lai. Anh Hoài Linh. Em là diễn viên tự do. Em diễn anh Hoài Linh trong phim Đại Náo Học Đường. Ủa vậy hả? Em quá trang anh nhìn không ra. Sao anh nhìn được? Nhìn được anh nhận ra hay sao? Hay quá. Mình tên là Nguyễn Hành Phát. Thật sự mình không phải diễn viên múa lân, cũng không phải diễn viên ballet chuyên nghiệp. Mình là dancer. Hay không? Tôi nói đây có nghề là. Để anh đâu chọn em múa lân đâu chứ. Chào thư sinh. Em tên là Duy Phương. Em là sinh viên năm 2 trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hồ Chí Minh. Anh biết chưa? Em học khoa gì? Là diễn viên. Cải lương hay là kịch nói? Diễn viên kịch điện ảnh. Em nói không? Thế nào? Diễn viên kịch hả? Giọng đẹp quá. Giọng đẹp quá. Giọng em hay quá. Có năm có tôi nặng. Sao? Mới còn có bán nước mía không? Em tên là Trần Kim Hoàng. Năm nay em 20 tuổi, là sinh viên năm 2. Em sinh viên trường gì? Dạ, em sinh viên trường Y à. Trường Y hả? Lúc khám cho bệnh nhân còn có lắc không? Nếu như mà làm bác sĩ tim thì em mổ tim lệch dao trúng tim bệnh nhân chết. Vậy hả? Rồi cho chị hy vọng chị không phải là bệnh nhân của em. Rồi, còn bạn ai? Em là Hoàng Sơn. Bây giờ hiện giờ là đang ở đoạn lưng Hào Dũng Đường. Cảm ơn nhóm người biết ạ. Và sau đây chúng ta sẽ cùng theo dõi tiết mục Lân Vượt Thác qua phần trình diễn của Hoàng Sơn và Hào Dũng Đường.
rồi là tiết mục Lân Vượt Thác qua phần trình diện của Hoàng Sơn và tất cả các bạn trong Hào Dũng Đường. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, và tỷ số hiện nay là 4-4. Và với tỷ số đó thì có nghĩa là rất may mắn, Miu Lê và Isaac sẽ ra về với số tiền thưởng là 40 triệu đồng. Chúng ta vừa trải qua một chương trình Người Bí Ẩn thật là thú vị, đầy kịch tính, rất vui nhộn nhưng cũng rất hồi hộp cùng với Isaac, Miu Lê, Việt Hương và nghệ sĩ Hoài Linh. Xin mời hai bạn hãy chia sẻ cảm nghĩ các bạn khi tham gia chương trình ngày hôm nay. Thật sự là hôm nay Miu Lê đến đây rất là vui được tham gia một cái chương trình rất là lạ. Và cũng may mắn hôm nay là cũng nhận được một cái phần thưởng cũng khá khá lớn. Không phải là lớn nhất nhưng mà như vậy là cũng là quá lớn rồi. Cảm ơn ba mẹ đã không quá chặt chém hai đứa con. Thực ra thì lâu lắm rồi thì em mới được tham gia một cái chương trình trò chơi truyền hình đúng nghĩa thế này. Mà làm việc rất là căng thẳng thì ngày hôm nay được gặp anh Trấn Thành, anh Hà Linh, chị Việt Hương và mọi người rất là vui. Và cảm ơn tất cả các bạn ở đây, cảm ơn rất là nhiều. Và một lần nữa xin cảm ơn Isaac, Miu Lê, nghệ sĩ Việt Hương, nghệ sĩ Hoài Linh đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Và đừng quên theo dõi chương trình Người Bí Ẩn do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện với sự đồng hành của dầu gội bồ kết Fresh, tinh dầu bưởi thiên nhiên. Chúng tôi xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hãy gặp gỡ đôi nhà nghệ sĩ Hoài Linh và Việt Hương. Cái lớp trong nó mới khủng khiếp. Không nghe nó mở nhạc sao? Anh không đòi quà. Cái gì trả cho nó rồi về với anh nhà nghèo. Về với anh được rồi. Trả cho mấy thằng giàu cho tới rồi ông tiền nó không trả. Ai biểu mà đu mấy thằng đẹp trai nhà giàu chi.